Nó còn sống nha các bạn. Nó phun nó luôn. Nhìn nè. Nó phun từ bên này, nó phun bên này luôn. Các bạn trai chưa? Chưa, làm gì? Em mới 2 con. Gì? Chưa ăn trai, 2 con rồi. Những miếng thịt trâu này là 750 ký nha. Đây là thịt trâu đúng gốc trên Tây Bắc, Sơn La. Thơm phức à. Ơ như bạn ăn bò khô trong siêu thị gì á. Làm sao mà y như thế anh? Cái này ngon. À, cái này nó ngon hơn. Anh chưa nói tiếp, anh chưa nói hết câu, cái này nó ngon hơn các bạn. Đây đúng không? Ừ, đừng vào sâu quá. Trời, tôi có biết làm đâu. À. Như bóc mía anh. Trời, anh cái lỡ nhỏ có bóc mía đâu. Không phải là nó mềm giống như là lá lúa đâu bạn. Nhưng mà do em tay chân rất là khỏe. Phát chồng một phát. Gần xong rồi. Gà chín nhanh hơn cá nha. Giờ uống sao gì đúng không? Do. Chắc khỏe nha. À, nếu mà theo phong tục của người Thái thì... Rồi. Rồi. Rồi vậy anh ăn đúng không? Anh tính chung với em được không? Không. Ở không hả? Anh, như sao anh đi một mình là em đóng cho anh đấy. Trời ơi, cái Thái này dạng này dạo quá dạ dạ. À, ok các bạn. Thì sau khi chúng ta ăn chơi tại Mộc Châu xong thì hôm nay tiếp tục hành trình xuyên Việt. Thì hôm nay là mình sẽ đến gọi là Sơn La. Sơn La lại chúng ta đang ở tại gọi là cái gì ta? Bản Mòng đúng không? À, đây là Bản Mòng. Mà chúng ta sẽ cho đây là tắm. À, Bản Mòng Hua La, ta sẽ tới đây tắm suối khoáng nóng và ăn đặc sản núi rừng Tây Bắc. À, thì ở tại đây rất là nhiều thứ đặc sản hay ho, nghĩa là ở nhà sàn là tắm suối khoáng nóng tự nhiên. À, thì đứng sau đúp sau lưng Caramel Line các bạn, đây là một em dân tộc Thái. Đây các bạn. Để em mặc váy cóm. Váy cóm à? Đây là em dân tộc Thái. Nãy giờ tôi tưởng nó là người Kinh không à. Thật sự là nhìn như dân người Kinh luôn. Em 25 tuổi, tên gì? Tên Phượng ạ. Tên Phượng hả? Ở dân tộc Thái tên Phượng là sao? Thiệt không? Thiệt người Thái không? Em không phải là em học Vì. Hả? Ờ, tên đầy đủ em là gì? Vì Thị Phượng. Vì Thị Phượng. À, tên Vì Thị Phượng luôn. Chuẩn không? Bây giờ mình sẽ ra đây lựa một ít gà để mình chế biến nấu ăn. Trong khi chuẩn bị mình vô sẽ review cho bạn coi là tắm suối khoáng nóng. Gà này nãy nói bán nhiêu ký qua nữa? 200 ký, 240 một ký, công bao công nấu nướng luôn nha. Rồi bắt cho anh con đi. À, con có mái đi, thịt mà mềm mềm nha, đừng lựa con thịt dai quá. Anh không thích ăn thịt dai. Trời 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 ơi. À, tan nát luôn. Đây em đang lựa nè. Đây, em này tới rồi đó. À, ghê không? Con này chuẩn bị lên dĩa hả? Ơ, à, con mái nè. Con này cỡ nhiêu ký? Vô cân nè. Cân 2, cân 3. Cân 2. Ở đây gọi dùng từ cân nghĩa là ký nha các bạn. Ký 2, ký 3 đó. Người ta nói là kẻ 8 lạng người nửa cân. Để các bạn dễ hiểu, mấy bạn sợ một cân là thành hơn ký 6. Đây vô đây. Cân mấy? Cột cột. Đây là cột bằng che nứa nha các bạn. Cái này là gọi là che nứa anh quên hả? Ừ, đây là nứa. Để ống che, ống cơm lam em làm. Cơm lam nứa. Cân 3. Cân 3. Thôi chia tay mày nha gà. Chuẩn bị lên dĩa. Đó là cân 3 là 240 một con. 312.000. Trời tính chuẩn nhanh không? Đây là cái chỗ để nấu cơm lam nữa bạn. Bỏ vô đây. Ở đây sao toàn là mấy em nữ không vậy? Người Thái không hết rồi hay sao? Ở đây là người Thái hết không? Thái luôn. Hai em cũng người Thái luôn hả? Em tên gì? Phương. Em này bầm là gì ta? À, rau để làm gia vị cá, chúng nó sẽ lựa cá luôn. Đi lựa cá đi. Tắm riêng được không? Riêng mà đúng không? Không. Ở đây là đi chung, bọn em có quy định là đã yêu nhau phải tắm chung. Anh tắm chung với em được không? Không. Ủa không hả? Anh, như sao anh đi một mình thì em tắm với anh đấy. Trời ơi, cái Thái này dạo quá dạng. Thiệt tình. Bạn nào mà đi một mình lên đây thì sẽ có dịch vụ tắm chung với em người Thái nha. Đây. Bạn đi ra đây thì sẽ là cái hồ cá. Tự nhiên, trời tôi chưa kịp, tôi mới review là ở đây cái hồ cá và đây mới bắt con cá ra luôn rồi. Đây. Ủa bắt đâu đây vậy, nhanh vậy? Mày có sao? Em vô đây mới em chụp con cá nè. Đây bạn. Em mới để mấy con cá sống trong này. Đang trong máy sục trong này. Nó nằm nứt trong kia rồi.
Ở đây nó sẽ có cái hồ cá là nuôi cá chép, cá đồ, các loại cá ở vùng Tây Bắc này các bạn. Sau đó sẽ nướng theo kiểu mà Tây Bắc người ta gọi là nướng gạch, nướng xà lóng gì, mình từ từ mình để mình tìm hiểu lại, mình quên mất cái tên rồi. Thì nướng rừng Tây Bắc ở đây là ở sau nhà. Ở dưới này thì trồng rau dưa các kiểu rất là nhiều thứ. Đó, hay có bưởi chuối rồi này nọ nè. À, ở đây có bưởi chuối các kiểu đầy đủ. Tiền là cất vôi, tôi thấy tiền nhiều quá tôi lấy mất bây giờ đó. Trời ơi, phải đập cá luôn rồi. Đâu? Đây, một em cá chép, cân 2 là đã làm xong, chuẩn bị cho mình nướng gì anh quên tên nãy em nói là gì quên rồi. Bỉnh tộp. À, giá tiền nhiêu anh quên rồi? 150 một con là bao gồm chế biến đúng không? À. Ở đây nhà có ba chị em người Thái làm à. Đúng không em? Giỏi quá vậy. Thôi em mổ cho anh không coi đâu. Em đang chặt cá, sửa làm cá để chuẩn bị mình sẽ làm cái món gọi là bỉnh tộp đúng không? Cá nướng bỉnh tộp vùng Tây Bắc. Em ơi một than lên đi. Ba chị em. Nói tiếng Việt rất là chuẩn, nói tiếng Kinh rất là chuẩn nha. Anh nghe em bật tiếng Anh không? Em nói tiếng Thái cho anh nghe coi, ví dụ như là con cá này là tập ba. Con gà là tập ba hả? Con gà là tập gáy. Gà là tập gáy. À. Nếu như tên em tên Phượng tiếng Thái là cái gì? Gần thế thôi nha. Hả? Gần thế thôi sao để khai sinh. À. Nấu gì vậy? Nấu nước để nhúng. À, nấu nước để nhúng gà hả? Nó chết rồi đúng không? Rồi chưa hả? Từ từ đã, chờ nó chết. Không chết thì nó phải dãy ruộng nha anh. Ủa vậy hả? Trời ơi, phải ngồi phải chọc mình nữa kìa. Có ai mà giỏi gì không trời? Có bạn trai chưa? Chưa, làm gì? Em mới hai con. Gì? Chưa bạn trai, hai con rồi. Cái này cơ sở mình cũng của nhà mình luôn á hả? Vâng. Nhà em cả bên kia nữa. Trời ơi, giỏi ghê. Tính là ở đây khu này em được dạng giàu nhất ở bản rồi đúng không? Không, nhà em không hộ nghèo anh ạ. Nó sợ thiệt luôn á. Ở trên này nuôi một em Alaska. Nhìn giống xa mình ngày xưa không? Hay có cúi đầu gì nè. Sao vụ gì? Con này về anh chị thì nó lại hình chó cảnh, còn về con em nó hình chó ta. Hình chó ta. Chú làm cái gì? Ừ. Bắt tay hả? Chú tay nha. Sao? Sao chú chuối? À. Sao? Nặng không? Ừ. Một em Alaska. Ừ. Chích mẹ mày nha. Mập ù hả mày? Đây là ướp đúng không? À. Trên là cái gì em? Đây gia vị ướp gà anh ạ. Đây là gia vị ướp gà nè, để nướng kiểu Tây Bắc thôi em. Nói chung là cái gia vị ở đây mọi người đánh giá rất là ngon. À. Không ở đâu có được. Nhưng mà cái này nguyên liệu trong là cái gì em? Có mắt khén hạt giỏi không? Có mắt khén. Có mắt khén, rồi có sả nè đúng không? Nè sả. Nói chung là do tỷ lệ mình ướp nè. Đúng rồi. Thì đây là bí quyết. Đây là bí quyết quỷ Alaska này nè. Chúc mẹ nha, chúng tôi chăm ăn gà nha. Bà mẹ mày quá Alaska. Mập thịt à. Nó tên gì em? Gấu hả? Rồi thấy ướp thì thơm thơm phức rồi đó. Chuẩn bị chúng ta ra sẽ coi nướng gà nha. Ăn gà không? Thấy mày khế làm gà mà chui đây liền à. Nó không thèm ăn anh ạ, kể cả anh cho nó một cái đùi nó cũng không ăn đâu. Thế hả? Alaska lên trên này nuôi thành con chó ta luôn đúng không? Ở dưới là chó cảnh. Con này em mua nhiêu tiền? Mua 7 triệu. Trời ơi. Còn đây là cái gia vị chuẩn bị để làm gì ta? Thơm lắm bạn. Nãy bầm ra xong trộn gia vị nè. Để mình nướng cá đúng không? Đây cái nêm thoải mái. Rất là nhiều gia vị thơm lắm bạn. Nãy bầm lá gì ra xong trộn đồ nêm Tây Bắc. Càng nhiều bột ngọt càng ngon đúng không? Uống thư ra nhá. Uống thư hả? Nói chung là gọi là thêm mắm thêm muối thôi. Giờ chúng ta sẽ ướp cá. Mình ướp được càng lâu thì nó sẽ càng ngọt. Ông lau đi. Ướp 10 phút ấy. Đó, gặp lại là gì gọi là cá gặp đúng không? Vâng, đấy, không. Đây là gọi là bỉnh tộp đấy. À, bỉnh tộp. Gặp là như thế này đấy. À, bỉnh tộp là gặp. Thường vậy hả? Vâng. Vậy nó lau chín hơn là mình banh hết ra đúng không? Dạ. À, con cá đó đây gặp lại gọi là bỉnh tộp nha bạn, ở trên Sơn La. Đây có cơm lam. Nãy giờ em làm cơm lam chưa? Làm full cơm lam luôn nữa các bạn. Giờ đi qua đây. Đó, giờ chúng ta sẽ đem gà qua bên đó nướng. Ở đây cái hai cái nhà luôn, ghê không? Trời ơi, đường nó gớm. Đây là đường đất nha.
À, ủa nhà bên này của mình luôn hả? Nhà bên này của mình luôn. Hai bên luôn. Đây là lò nướng đó bạn, chúng ta sẽ nướng những con này trên than là gọi than hoa đúng, than hồng đúng không? Nướng bằng than nha bạn, chứ phải nướng bằng bếp ga rồi đâu. Không phải lò vi sóng đâu nha bạn, nướng bình thường. Đây giờ đang ngồi sáng các bạn coi nè. Một em gà 1 ký 3, em cá là 1 ký 2. Này là 150 công làm hết là 1 ký. Này 240 công làm hết. Đó. Thì tính ra mình làm hết đống này cũng không nhiêu tiền hết. Ủa bỏ ngô vô để nướng nữa hả? À có ngô, bỏ ngô vô để làm cháy than. À hai ống công làm. Hả? Không hết, anh đang về. Được không? Đây các bạn công làm nè. Có gạo đàng hoàng nha. Đều có nước luôn á. Nè. Đây là gọi là nếp hả em hay là gì ta? À gạo nếp. Hai ống to và bé lửa. Hai ống này bán xin giấy sao em? 30.000 một ống. 30.000 một ống. À. Hai ống 60 tổng hết cái này của anh là hết nhiêu tiền? Nó làm 600 rồi các bạn. Mình thích lên Tây Bắc là vậy các bạn à. Ăn uống gì cũng toàn là tự nhiên organic hết. Bắt làm tại chỗ luôn. Cái này để này nướng chỉ tầm 30 phút là xong. Em cá chép nhìn mặt mắc cười mà. Đây là gọi là nướng bỉnh tộp, nghĩa là con cá chép nó sẽ banh ra làm đôi. Sau đó chúng ta sẽ nêm gia vị theo hương vị Tây Bắc, gồm có mấy cái rau gì rất là thơm. Bở xả nè, mắc khén nè. Xong rồi các bạn gặp cái con cá lại làm đôi, xong rồi bạn nướng này là nướng kiểu Sơn La nha bạn. À, đâu. Đây các bạn. Đây là những con sâu chích. Không phải sâu chích. À lộn, này con đây ong. Đây là những con nhộng của ong. Đây các bạn. Này bán sao ta? Bạn em mua là 500.000 một cân. 500.000 một cân. Giờ là sao? Giờ là đây là bao nhiêu cân? Cái này phải chắc phải 2-3 cân đây anh ạ. 2-3 cân. Bây giờ ví dụ anh ăn một cân thì sao? Em bỉa hả? Vâng. À thì bỉa cho anh một cân đi. Một cân thì không, anh sợ anh dị ứng thôi. Bỉa sao? À, đây là cái con. Đây anh cầm lên xíu được không? Được. Đây. Đây là cái con, không phải con nhộng đâu nha. Đây là cái con của con ong đúng không? Đúng. Ong. Ong non. Ong non. Là mình ăn sống hay mình làm cái gì ta? À, mình hấp lên, hấp chín xong rồi ăn với xôi hoặc ăn với cơm lam ấy. Đây mình hấp chín ăn cái xôi cơm lam đó bạn. Chỉ ăn con này thôi, không phải là ăn cả cái này đâu. Dạ, à, ăn cái này thôi. Nhưng mà nếu mà ăn được cả cái này là ngon cực kỳ luôn. Ăn à, cái này hả? Đến chiều đấy. Cái này ăn sống được không? Không có nhiều người thì họ dị ứng hả? Đấy. Cái này hay gì? Dám sờ. Nhém sờ. Rồi ok, làm cho anh đi. Con già của nó, con này, con bay con này thì họ làm nộm với hoa nhầm, chuối. Nhầm nộm với hoa chuối. Trời ơi. Nó bự chả bá. Nguyên cái này luôn tầm 2-3 kg. Là khoảng tầm, em mua khoảng tầm 1.5-2 triệu các bạn. Thì em bán giá gốc cho mình luôn là 500.000 kg. Thì mình sẽ mua cái này mình ăn thử cho bạn coi thử là nhộng của con ong thử như thế nào nha. Nhìn nó bò các bạn, nhìn nè. Nó còn sống nha các bạn. Nó phun luôn, nhìn nè. Nó phun từ bên này, nó phun bên này luôn. Đó. Trời ơi, nhìn đẹp không? Thế hả? Trong... cái này là em tự bùi cho. Thế hả? Chứ không phải là... Ở bên em là có làm đây luôn không? Dạ. Có làm không? Có chứ anh. Thì cho cái bếp em bán giá sao? 750 một cân. 750 một cân. Không biết thịt trâu gác bếp. Đâu anh cầm thử anh coi thử miếng thịt trâu coi. Cái này là hối lộ. Hối lộ hả? Đây. Đây là thịt trâu gác bếp mà. Mắc kén hạt giỏi không? Có mắc kén á. Có mắc kén hạt giỏi thịt trâu gác bếp nè. Trời ơi, bỏ vô đây hả? Bỏ gì luôn á hả? Đấy nhẽ là... Nó chưa nói nó chín luôn rồi chứ. Chín rồi, em hấp rồi. Đây. Đây là miếng thịt khô hối lộ. Thịt trâu gác bếp. Để được chín rồi, dùi cho nha các bạn. Tao mình ăn thử coi. Xé ra ăn hả em? Chấm chéo hơi, chấm tương ớt. Thơm lắm. Ngon bạn. Thơm phức à. Ơ như bạn ăn bò khô trong siêu thị gì á. Làm sao mà y như thế anh? Cái này ngon. À, cái này nó ngon hơn. Anh chưa nói hết câu, cái này nó ngon hơn các bạn. Ý nó là cái mùi của nó là giống như cái mùi à. Cái ở trong siêu thị là nó kiểu nó ngọt ngọt, nó cay. À. Cay của lá chanh, mùi thơm của lá chanh chứ không phải thơm của mắc khén. Thử là cái này á, nó vẫn còn rất là ngọt thịt nha các bạn. Mình tưởng đâu là nó để gác bếp là nó khô rơm khô róc rồi, mà không, ở trong thịt nó vẫn còn đỏ các bạn. Này em phơi bao lâu em? 2 ngày. 2 ngày hả? Nửa liên tục. Thường là để bao lâu là ăn được ta? Thì là gác bếp xong là đồ.
đồ xong là nướng lại như thế này để nó thơm. Đồ nó ngon đấy chứ. Nè, đã chiếc luôn. Anh phải cho chị với chứ. Ừ, đó miếng này cho caramel đi. Mình ăn thử đi. Thơm phức. Đây. Ừ. Ngày phơi 2 ngày là nó đã ra màu gì luôn rồi. Phơi tự nhiên luôn đúng không? Không phải phơi ạ, hun. À, hun khói. Ừ. Kiểu là mình nấu đồ ở dưới. Ừ. Thì ở đây là vẫn nấu bằng bếp than ấy. Lấy cái bếp trong đó là nó hun hả? Thì là ấy luôn. Ngon á. Ngọt sọt à. Ngày ăn thì giấm chầm chéo. Đừng cắn nó. Đang nói gì vậy? Có đồ con ong không? À cái đồ ong. Đồ cái là nấu nướng nhưng mà ở đây gọi dùng từ đồ, đúng không em? Không ạ, hấp ấy ạ. À hấp là đồ. Vâng. À. Dây cá giòn rụm rồi bạn thấy không? À. Đang giòn lên rồi đó. Cái này đang vàng vàng rồi nè. Trời nó nặng. Trời nó nặng thiệt luôn á. Kinh khủng. Cân 2 là nặng dịch. Con gà này là gần chín với em. Tí nữa đây ạ. À. 5 phút nữa đó. Chở, à cái này nó sẽ chở nhanh, cái này nặng quá. Ngồi ăn thịt trâu gác bếp. Ngồi ăn thịt trâu gác bếp bạn. Ngồi nướng gà với lại cá bỉnh tỏn. Cơm niêu. Ngon. Ừ. Trời ơi. Giòn rụm. Thiên nhiên đầu nguồn. Nhà hàng Sơn Khề, bản mồng Sơn La nha các bạn. À, trong này là một cái ngôi nhà nữa hả? Trời ơi, trong này có cái bếp nữa, rộng nhá. Đây, trong này có một cái lò, cái bếp nhìn đã các bạn. Thông khói lên trên luôn. Thường cái bếp này em nấu gì vậy em? Dạ. Hả? Đang trứng gì vậy? Cá. À, nấu cá hả? Đây, có cái bếp có gỗ, nấu bằng dán gỗ luôn. Đây là cái rổ thịt trâu gác bếp nè các bạn. Đó. Những miếng thịt trâu này là 750 ký nha. Đây là thịt trâu đúng gốc trên Tây Bắc, Sơn La. Đó. Chúc mình ăn review cho bạn coi. Đây là một cái thau mắt khén nè bạn, mắt khén hạt giỏi này đây nè. Trời ơi, đây gọi là gia vị đặc trưng nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc, mắt khén hạt giỏi. Thau bự luôn. Hướng mình vô nè, cái đường này là cái chưa có cái xây dựng gì đâu, nó đường đất ổ gà ổ voi tùm lum tà la hết. Khu chỗ này đây, cái men đứng bên này đây. Khu này là đặc sản dân tộc núi rừng Tây Bắc Sơn La của dân tộc Thái các bạn. Nguyên dãy này sẽ là tấm khối khoáng nóng ở trong gọi là bản mồng Hu La. Bà mẹ nó quéo cái lưỡi. Nói chung là mình đi tháng này khí hậu rất là mát mẻ các bạn. Mưa rồi đường ướt rồi ổ gà ổ voi vui lắm. Trời ơi, nhìn vàng ươm luôn các bạn. Thơm quá. Chạy nước miếng rồi chứ gì. Mấy ông chạy nước miếng cho. Rồi. Cá cũng vàng ươm. À. Giòn quá, nãy thấy em cạo quá, giòn rụm à. Ăn và ăn măng chua. Thịt là ném cho nó còn cắn cho ấy. Đây là bóc cơm lam mà như là chặt mía. Anh muốn bóc không? Anh bóc hả? Vâng. Thử hả? Đâu thử coi. Thử, 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 thử.
thiệt tình. Khỏi bao tay làm gì khỏi đi. Được rồi, gì được rồi. Ok không? Đây giống như gì đúng không? Đi. Đây đúng không? Ừ, đừng vào sâu quá. Trời, tôi có biết làm đâu mà. À. Như bóc mía anh. Trời, anh cái lỡ nhỏ có bóc mía đâu. Nóng quá. Trời, Yếm làm chuyên nghiệp thiệt luôn á. Thật sự là nó không có dễ làm đâu bạn. Đây nè, làm đi. Để làm biểu diễn đi. Tôi biểu diễn xong ai cũng chê nữa. Thiệt tình á. Đó, bạn thấy chuyên nghiệp không? Thật sự là không phải là nó mềm giống như là lá lúa đâu bạn. Nhưng mà do Yếm là tay chân rất là khỏe. Tát chồng một phát là. Tát chồng một phát là lật mồm liền đúng không? Răng môi lẫn lộn chả biết tìm ở đâu. Ủa, anh tưởng đâu là bọc nó lòi gạo ra luôn chứ mình phải làm này chứ gì? Phải bóc nữa, phải bóc cái lớp này nữa. À. Ví dụ mà hôm nào với chồng đang cãi nhau thì có thể cầm luôn cái que này đánh. Dụng cụ. Nhưng mà ăn cơm sao? Ăn cơm mày. À, muốn ăn cơm trong đó thì làm sao? Đây, phải bóc. À, phải bóc. Đây. Đây, cơm ở đây. À, là mình chặt một khúc ra để mình bóc đúng không? Đây bạn ra cơm rồi nè. Đây, gà. Gà xong luôn rồi kìa. Trời, nó thơm rồi chứ. Nó dẻo quá chứ. Cá khoảng mấy phút nữa xong em? Cá nhanh thôi, tầm khoảng 10 phút, 50 phút. À, 50 phút nữa hả? Đây, gà xong rồi nè. Đây. Ôi nó mềm lắm bạn. Mình tưởng đâu là ấy không nè. Nhìn nè, cơm lam nó rất là mềm nha. Nè. Đã thấy không? Bạn ấn cái là nó ra luôn. Đây. Tôi dịp hai bông coca đã đi đâu cũng có coca á. Thật sự là ăn cái này phải uống rượu ngô, rượu nếp hay là rượu táo mèo ở trên Tây Bắc nha các bạn. Nó không có lạc quẻ lắm. Còn mình mà ăn mà không có coca vô là không review được gì á. Để đi bao tay vô cái nha. Chuyên nghiệp. Giờ sao em trình diễn anh coi ăn chầm chéo đâu. Có chầm chéo liền không? Đâu chầm chéo lẽ nào đâu. À. Đây, trên này là ăn gà là bạn phải ăn với chầm chéo là cái này nha các bạn. Mình không biết chầm chéo là gì luôn á. Rồi giờ sao giờ anh ăn giờ anh làm sao? Đây. À. Trời, em chuyên nghiệp nhá. Rút ra. Trời ơi, gái Thái rất là tháo bát nha các bạn. Xong rồi hả? Hả? Trời chồng em rồi, chưa có chồng mà có hai đứa. Đây, đây là con gà mình review tổng thể con gà chút xíu cho bạn coi. Gà trên Sơn La. Gà là gà ta nha các bạn. Đây, em nướng trồ nó thơm. Nhìn nè. Trời ơi, thơm phức. Giờ bẻ ăn thôi hả? Hay là em làm sao? Em bẻ cho nhé. À, đây là em đang làm cơm lam đây nè. Ủa thường thường trên này mình không uống đá hả? Có đá không nè? Có đá luôn đúng không? À, ồ tách là gì hả? Trời ơi, tách chuyên nghiệp. Ở trong vẫn còn một cái lớp nữa rất là mềm. Đây đây, đây. Nhìn vui không? Thật sự đây là cơm lam chính gốc trên Tây Bắc nha bạn. Bình thường mình ăn cơm lam rất là nhiều mà đâu ngờ là làm cơm lam theo kiểu này. Nhìn nè, chính gốc luôn bằng tre núa. Bạn tách nó ra nhìn như cái gì nè, đó. Xong khi nó rớt ra cục cơm thì ở cục cơm này nó sẽ được bọc nè, bạn nhìn kỹ vô nha. Nó sẽ được bọc bằng một cái lớp rất là mềm ở trong tre núa. Đây nè, nó bọc một cái lớp. Nhìn thấy không? Để bạn ăn, bạn xé cái lớp này ra. Đó. Ngon quá. Đó. Nóng hổi luôn. Ủa? Cái lớp này ăn được không em? Ăn luôn cái lớp này luôn hả? À, cái lớp màng tre thôi mà. À, cái lớp màng tre. Ủa xem làm sao mà dính lại cái lớp màng tre hay vậy? Nó khác tự dính ấy nhỉ? Nó khác tự dính. Nhiều nơi là họ sẽ nhét gạo vào. Nhét cái gạo đã đồ gần chín ấy. À. Chị không ngồi. Không, cứ để em xé xong rồi thử làm sao. À. Gà ta thì chân nó cũng nhỏ. À, chân nhỏ. Đây là cái đùi chanh, mượn cái đùi đây. Đây. Em mới xé được cái đùi xong. Giờ mình sẽ ăn thử với chầm chéo xíu đi. Ở đây em sẽ có nước chấm gọi là cái này là muối tiêu chanh hả em? Dạ. Này là muối tiêu chanh hả? Vâng ạ. Cái này là vừng. Vâng. À, đây là chầm chéo. Vâng. Là chấm gà với chầm chéo đúng không? Rồi em ăn thử nè. Mình ăn thử nha các bạn. Đây. À. Em ngồi ăn với anh đi. Lấy thêm cái ghế nữa. Em ngồi anh.
Ủa rượu, lấy rượu ra, anh cho anh xị rượu đi. Lấy anh xị rượu. Ra đây. Để anh ăn thử cái này xong mình ngồi xuống ăn với em người Thái nha, người Thái nha. Em giúp được không? À, làm sao? Em thấy anh nóng quá. À rồi, ok, cảm ơn em. Đây anh muốn nè. Đây bạn. Đây là cái đùi gà rất là ngon. Sướng mà lên này ăn cái gì, em thấy cũng đòi làm hết. Đi tắm cũng là nếu đi một mình thì ok. Ok đó, cũng được tắm chung nữa nhá. Cây cay thế thêm. Mặn mặn ngọt, vừa ăn luôn bạn. Có lẽ mà lại gì em? Có lẽ mà lại gì? Dạ. Có lẽ thì mà lại gì? Rau mùi với cả lá chanh. À, rau mùi lá chanh. Trời ơi, ngon nhá. Thấy có thể nướng xong mang ra luôn nên nó rất là nóng. À, nóng. Còn nếu mà để nguội thì ăn luôn được đúng không? Dạ. Ăn được bình thường đúng không? Vâng. Hả, kỹ á, trời ơi. Ngon quá. Một con gà thì bạn ăn trên này á, không chứ biết làm hết luôn là có nãy mấy nhiêu quên rồi. 240 kg. Con này nãy ký mấy quên rồi. Ký 3. À nãy kiểu là 300 mấy rồi đúng không? 312. Có 312.000 nữa bạn. Đó. Cái công làm này có 30.000 nữa à. Trời ơi, ăn đã không? Nước mắt khiến hạt giỏi thông phức luôn á. Bạn thử, bạn ăn thử đi, lên ăn thử đi. Cái này là chấm cái này nè. Nước bừng. Cái rượu ra em. Cái rượu ra. Bán ăn sẽ rượu ra. Rượu nào rượu chứ không bay được coca. Phê quá. Đây nha. Đây là nguyên con gà nè. Bạn nhìn cái đầu là. Giờ mình sẽ ăn thử cái phần cánh nè. Nhìn rất là giòn. Tay em để ra. Giòn rụm. Nóng. Đây. Nhìn đã các bạn, nhâm thêm chảy nước miếng đúng không? Chấm chàng chéo nè. Sao bạn chấm thêm tí muối tiêu chanh. Nãy em nói là chấm nhiều vô nó ngon. Thịt mềm các bạn. Nó không có bị dai. Nó là nó vẫn còn mọng nước, không nướng ở ngoài vàng khô, vàng ươm hết. Nhưng mà ở trong thịt vẫn còn là mềm, nghĩa là không, nó bị khô, nó bị ráo, nó bạn bị dai á. Nướng quá chuyên nghiệp luôn. Nó bụng luôn đó. Thật sự á, Sơn La là bạn lên trên này á, là đa số là du lịch là sẽ là tắm suối khoáng nóng. Rồi ăn các món gà hoặc là cá bỉnh lõn gì nào. Chút mình đi cái bạn coi. Chứ ở trong thành phố Sơn La cũng không có gì chơi nhiều đâu nha các bạn. Ở đây ăn nhà sàn, thật sự ăn này bạn sẽ ngồi trên nhà sàn bạn ăn. Nhưng mà mình thấy ngồi đây nướng ăn rồi nó thoải mái hơn, mình review luôn tại chỗ này luôn. Đem bạn lên ngồi ăn vậy luôn. Chứ bình thường là bạn sẽ lên nhà sàn làm mâm làm đồ ra ăn rất là bài bản các bạn. Đúng phải chúng mình ăn rồi. Nhưng mà thích ăn dân dã. À, cô lên thêm một cái á. À. Trời ơi nhiều nữa. Đây là cái món á. À, cái gì ta? Ngon. Hấp cái con à. Con nhộng lên bạn. Trời ơi. Đó. Nó chết rồi, nó màu trắng sữa cái gì hết em. Trời, nhìn nước sữa không? À, còn thêm này nữa hả? À, đây là măng xào. Măng xào. Măng chua xào với lại mề gà. À thấy nó chai đủ ra nữa. Có thêm cái ghế nữa nha. Ông non. Gọi là nhộng. Giờ mình sẽ ăn thử. À. Có thể chấm chầm chéo đúng không? Đây mình ăn cái tay, lấy tay ra để ta biết. Rồi cảm ơn. Đây các bạn. Chấm súp cũng được. À cái này là chầm chéo đây. Xong chấm súp luôn đi, chấm hai cái một lần đi. Đó, bây giờ mình sẽ ăn cho bạn coi nè. Bạn ăn y chang phô mai vậy các bạn. Y chang phô mai á. Có bị gì không? Có bị dị ứng không? Bị gì không ta? Nếu mà những người mà dị ứng với côn trùng thì sẽ bị dị ứng anh ạ. À vậy hả?
nên là cái đấy rất kén người ăn. Rất kén người ăn này là rất kén nha. Bạn nào bị dưỡng côn trùng là không nên ăn nha các bạn. Này là mình cái dưỡng đớp, mình đớp từ Ấn Độ ra tới thằng Nam Phi thì mình chả ăn được. Này chấm chấm súp, chấm súp bây giờ là phải đem món mà muốn cái ơi. Ừ, chín chưa? À à, đây các bạn, lên đây là cái gì, rượu ngô. À đây là rượu ngô, đây là cái món cá, đây là món cá bị cái gì quên, bỉnh tộp. Đây cá bỉnh tộp nha các bạn. Đó, ở trong nè cho bạn coi nè. Cái banana đây giùm anh được không? Đó, ở trong nữa các bạn. Giờ mình ăn sao ta, ừ, anh ăn đi, thì ăn bình thường, ăn bóc phần thịt nó thôi. À anh bóc ha, bóc bằng tay luôn cho rồi ha. Ăn bằng tay cũng được, bằng ấy cũng được. Bằng tay đi cho nó đơn giản. Hoặc là ăn da nó cũng hay. Da rất là giòn. Da là giòn các bạn. Da một cái chép làm theo kiểu bỉnh tỏn. Vậy đi. Rồi vô. Lấy ghế, rồi xuống đây. Lấy rượu đâu, lấy bát rượu ra đây. Ngồi đây lấy cái bia cho đẹp coi. Anh cứ ngồi ăn đi. Ừ. Ngon lắm à. Ô cá không nó hôi luôn á. Thường thường cá chép nó hay hôi đúng không? Em làm sao mà không hôi vậy? Ướp này vô là hết hả? Khử mùi hả? Dè ăn được không vậy? Dậy. Anh ăn thử thịt nó xem, rất là ngọt. Ừ. Rồi miếng thử rồi. Đây đúng không? Đây đúng không? Đây là thịt cá chép nướng bỉnh tỏn. À, ấy gia vị và mật ong. À, ấy gia vị chứ. Đây đúng không? Ừ, tụi nó. Đây. Bạn sẽ khi ăn này. Rồi. Là đưa đũa nó y bài luôn á. Đây là mình gấp đũa rất là thần thánh mà. Đây. Đó. Thêm xíu gia vị gọi là chấm chằng chéo chằng chéo. Chấm nhiều quá. Chấm nhiều quá hả? Chấm thêm xíu nữa cho nó ít nè. Ừ. Ừ. Ngọt. Ngọt thịt. Mà chấm cái này ăn rất là ngon các bạn. Không có mùi hôi tanh gì cũng cá chép hết đó. Ở trong này là cái gì ta? Mình bỏ hành nè, rồi lá ngò. Nói gì? Hành, tỏi, rừng sả. Rồi. Ở đây làm ly rượu nè. Đây uống ngon đúng không? Uống bằng gì? Uống bát. À uống bằng bát. Rồi, rồi rót ra, uống luôn, ngồi xuống. Lấy ghế qua đây, lấy ghế kia, lấy ghế qua đây. Rồi. Ngồi xuống ăn là uống đàng hoàng rồi nhá. Cái chén của em lâu. Rồi. Ngồi xuống là phải ăn uống đàng hoàng hết nhá. Để mình dàn cái dĩa từ qua đây cho nó đẹp cái con. Trời ơi. Cái thái là uống lần mấy sĩ. À. Mấy chai đúng không? Mấy chai à. Mấy chai luôn. Giờ uống sao gì đúng không? Vô. Sức khỏe. Sức khỏe nha. À, nếu mà theo phong tục của người Thái thì trước khi uống rượu mình sẽ một ít. Gọi là thứ nhất là cho cúng thổ địa đúng không? Cúng thổ địa với cả ma nhà. Ma nhà hả? À. Cạn nhanh nhá. Ok, cạn hả? Rồi ok. Hả? Ok, hai cạn nè. Thơm bạn. Sao cạn không? Rồi giờ ăn bỉa gà ơi. Bỉa đi, giờ em bỉa cái cánh này thử coi. Bỉa. Bỉa tay không đi. Quốc bằng tay luôn. Ăn uống nó phải lịch sự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ăn mạnh mẽ lên coi. Ăn thử làm sao? Đó, rồi rồi rồi. Nó dai, nó không như thịt gà công nghiệp anh ạ. À, là... anh thấy nó cũng mềm mà, tại vì cái chỗ nó gần á. Rồi ăn đi em. Em ngoan đâu. Thôi, ăn đi. Em ăn nhiều rồi, anh gan đi. Anh sẽ làm cái món này cho anh. Món gì? Anh gan đi, cho em giới thiệu. Giới thiệu rồi, món gì? Rồi cái thịt khô thì trâu gắt bếp cái miếng trâu của tôi rồi. Đây, trời ơi. Đây là món cái thịt trâu. Đáng nhẽ làm bằng cơm xôi. Cơm xôi, không sao. Cái này không có xôi thì mình sẽ làm cơm lam, nó cũng là cơm nếp. Cơm nếp. Ừ. À. Em bóc cho em mấy con ong. Con ong đúng không? Để anh bóc cho. Xong cho cá, nghiền vào đây. Nó có cái chân luôn vậy đó hả? Trời ơi. Có nhiều con nó có thành hình luôn hả bạn? Đây. Nè. Đây nè.
con ong này nha, nó có mặt mũi miệng luôn rồi nè. Rồi bỏ vô nè. Rồi bé đang làm gì không biết nữa. Về đây nè, phô mai nó giống phô mai gì á. Đây là kiểu ăn à, của người Thái. Người Thái đúng không? Mọi người thích ăn kiểu tổng hợp hết vào ấy. Tổng hợp hết vào đúng không? Tôi nhận ra là thôi, nhưng mà cái nấm rồi nè. Rồi. Rồi. Rồi vậy anh ăn đúng không? Nó có cả cá. Ừ. Cả cá, cả ong. Ngọt. À, có quả chám nữa nhưng mà thì họ quả chám thì nó làm sao? Đấy là quả ở Tây Bắc mình sẽ có rất là nhiều. Ừ. Mà... ngọt không bạn? Em làm kiểu này ăn ngon không bạn? Ngọt 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 của con ong, rồi thịt cá, ăn như nếp ngon lắm. Mình thích ăn cổ bạn, đầu cổ cánh là mình thích ăn lắm. Ừ. Ngon chứ? Nhàn ươm. Đây là cá mình ăn thử mắt nó nha. Ừ. Tức ăn mắt cá chép mà mắt cá đồ này, con này còn sống mà. Trời ơi, nó dẻo vậy. Đây bạn nhìn nè, mình sẽ banh lên cho bạn coi. Thịt mềm, ốc này nọ rồi đầy đủ nè. Đây, cái phần này là hết sảy luôn nè. Ngọt quá. Ủa em xẻ lấy được không? Anh ăn sao? Không chưa xào lòng gà. À. Đấy hả? Ăn sao đây? Đậm với đây 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 đây. À. Ăn phải đúng kiểu Tây Bắc, lại bỏ đây vô đúng không? Rồi. Đây, rồi cảm ơn em. Vậy hả? Ăn như kiểu ăn đồ nướng. Ăn đồ nướng Hàn Quốc vậy hả? Vâng. Anh chấm vô đây. Cái đấy không không cần chấm anh ạ. Chấm hả? Các bạn mình sẽ ăn show qua trong này xong mình sẽ đi gọi là tắm xuống khoáng nóng. À, trong kia cho bạn coi thử là tắm xuống nóng ở đây như thế nào. Sao? Gà ăn không? Ngủ đẻ ở đây là định ăn gì, ăn gà không? Đó thử gà đi, cái miếng thịt nè. Nè. Đây. Đây nè, đây nè. Nè, bỏ đây. Ăn đi. Ngon, ngon, ngon. Khó chí à, ngon không? Đề mẹ mày ngon không? À, trẻ bù chân bư. Mua tôm hùm cho nó ăn, nó không ăn. Con này ăn dễ chịu không? Ok các bạn, khi ăn xong chúng ta đi tắm suối khổ nóng thôi. Theo chân mình. Ủa, cái món này là món gì đây? Trời ơi. Lợn hả? Ừ, khả năng. Lợn mới bảo có mẹ ăn hờ luôn ăn ạ. Ờ. Cái này nồi nướng ở trong này luôn cái gì đó hả? Trời ơi nhìn. Đây các bạn, gác bếp là sau này leo là bỏ mấy con trâu lên. Bỏ thịt trâu lên, đây là gác bếp đúng không em? Vâng. Chỗ này là nướng cơm lam, đây là làm kiểu là làm theo đòn. Bạn có đi, có thể bạn đi làm một mâm, hai mâm, một mâm là 10 người. Ở đây phục vụ rất là chu đáo luôn bạn. Ăn đồ đúng đồ bản luôn, bạn có ăn thì tới chỗ này ăn. Này, không gian của người Thái. Ăn xong tắm suối khổ nóng trong này. Chiêu thì trâu các bếp ở đây 750 ký. Đó. 1 2 4 6 8 10 2 4 hai mấy cơm làm. Đó, ở trong này nấu nước có đồ lại là nhìn đẹp không? Đây bạn, chỗ này là cái món gọi là món thịt lợn băm gói lá. Đặc sản của Sơn La luôn bạn. Lợn băm diễn ra xong bỏ gói, lá gói hả? Đó, băm ra gì các bạn. Xong trộn lên xong mình làm gì này, hấp hả? Hấp này. À, băm lên xong rồi trộn lên xong rồi nướng lên các bạn. Nhìn ngon quá. Nồi này nấu gì đây? À, nấu nước trụng gà. Làm mấy chục mâm luôn. Cá nè. Làm số lượng lớn vậy luôn á. Đó. Đây là lợn. Lợn băm lá gối. Trộn lên các bạn xong sẽ nướng, nướng. Y như là cái gì à? Có là làm cổ. Nướng thịt que á. Ok, đây Camin vô tắm bạn. Ở đây là tắm là một cái khăn là 20. Gì nữa em, dầu gì, dầu đâu? Dầu 2000 gói đâu, dầu là gì? Dầu gội ạ. À, dầu đâu hả, trời ơi, tưởng đâu là dầu gì sức lên cho thơm người chị nóng lạnh rồi chứ. Đó, vô review bạn coi đồ phòng tắm không đồ, vô bạn tắm. Chỗ này có tắm suối khoáng nóng, mình review cho bạn coi luôn. Thì đây là cái bồn tắm khoáng nóng. Thì chỗ này có cái
cái một nhìn giống như là cái mộ, nhìn giống cái mộ. Xong chỗ này là xả nước ra nè, chỗ này nè, đó, nước này sẽ là nước suối. Nước suối cách cái chỗ này khoảng tầm vài trăm mét là dẫn ống tới đây, suối chỗ đây mày sẽ nằm tắm khoáng nóng chỗ này. Thì đây họ thiết kế nè bạn, là hai những cái đây là những cái buồng phòng nè, to sẽ chằn chề vậy luôn hả? Đây hả? Giờ tắm sao? Rồi em đã tắm hả? Nhảy xuống đây hả? Ồ, đây là suối khoáng thiệt luôn không? Khoáng thiệt hả? Ấm ấm các bạn. Nhiệt độ tầm khoảng tầm chắc 30 độ hả? Ừ. Đó. Nó khoáng thả đây, dạ, hai người nhảy về tắm luôn. Thôi một hồ này mấy người tắm? À, hồ này thường hai người tắm. Này một người tắm là 25 ngàn đúng không? Hai người tắm là 50. À, ok bạn. Khi ăn xong ta tính tiền. Rồi ghê ghê, có hôn đỏ rồi, xuất rồi làm chuyên nghiệp các bạn, phải đùa đâu. Phải biết chí tay không đâu, đây tổng mình ăn hết là 1.107.000 thôi các bạn. À, gồm có tắm. Ủa sao em ghi có một người vậy, hai người do? Một người tắm, một người tính, một người thấy. Thế hả? Khăn 1, 20. Cho gọi 1, 2 ngàn quý gió. Ghê thôi. Gà ký ba là 240, thành tiền là 312. 140 là 1 ký đó bạn. 240 1 ký. À, cá cũng là 150 1 ký. Thì mình ăn ký 2, 180. Gì đây? Rau 20. Cơm lam, xôi 30. Ủa này 2 cái mà. 1 cái, ăn 1 cái thôi ạ. Nhưng mà anh kêu 2 cái thì cứ tính 2 cái đi. Không, không ăn đến thì cái đấy thì tại vì em vẫn để cho khách. Ai vẫn được hả? À, là 30. Nước ngọt 2 cái 10 ngàn 20. Rồi 500. Rượu ngô đâu? Còn rượu ngô nữa mà. Không, rượu ngô không uống ấy. À, ông là 500, nó tổng hết là 1 triệu á. Nãy mình kêu cái ông ra để review cho bạn coi nên nó mới có giá vậy, chứ bình thường ăn như anh nãy là chỉ có 600. À, chỉ có 6. Hơn 500. À. Tính tiền tắm hơn 500 thôi. À, 500. Chứ hơn 500 thôi bạn, chứ không phải là nó tới 1 triệu mấy đâu, tại vì mình kêu cái nguyên cái tảng ông ra cho bạn coi thử là nó như thế nào, nên nó mới là 1.107.000. Thôi thối giùm anh nha. Đây khám phá xíu. Đây là chỗ này. Có trái bưởi các bạn. Khung cảnh rất là bình dị, bình yên. Nước chảy róc rách. Đây là một cây môn. Cây khoai môn. Chỗ này là lá cây bùm ngót. Các bạn ăn là rau bùm ngót nè các bạn. Rất là nhiều. Đây là cây gì? Cây chanh. Cây xoài. Cây này là lỡ ốc nó sảy luôn, không biết Sơn La có món ốc không ta, rất là nhiều gai để lỡ ốc. Đây là cây môn. Nhiều không? Chỗ này là một bàn vịt rời. Nói cho đây là những con vịt. Này giống con kia là con cổ cao là con ngỗng nha, chắc con ngỗng nó hung lắm bạn. Vịt ngỗng. Đó, bạn kia ô rồi đi nhìn khung cảnh nó thanh bình đẹp ha. Giờ vô mình chọc mấy vịt thử coi thử nó. Nó quýnh mình không? Biết. Cái mẹ mày ăn vịt. Mày né tao đi coi. Dịch này. Em sợ tao không mày? Bà mẹ mày cũng dịch. Mày hả mày? Lì không? Lì lắm là lì. Thôi, mấy con ngỗng kia nhìn mặt nó không có tiềm năng lắm các bạn. Nó hút mình veo mồm á. Thật sự cuộc sống ở đây nhìn thích không bạn? Thôi nói chung là cảm ơn các bạn xem đi giờ phút này nha. Nó hay những cái kênh cho like chia sẻ nữa. Mình còn review thứ hay hấp dẫn hơn. Series Tây Bắc này còn đi nhiều tỉnh lắm bạn. Chưa xong hết mà. Bao nhiêu tỉnh Tây Bắc lận mà chưa xong, ở đây mới tới Sơn La thôi. Thì mình review ăn uống cho bạn coi những đặc sản, rồi khung cảnh con người ở đây. Đó. Rồi nhớ cái con, sorry còn rất là dài, tiếp tục các bạn.